6 vừa qua, Covid bùng phát lan ra bất ngờ. Lúc này thời tiết như mơ, xa huỳnh biển gọi đón chờ khách sạn. Bãi dài cát trắng mênh mang, hàng nghìn du khách bãi đâu đông quá trời ơi, chen chân chẳng khác ở nơi sông Hằng. Covid bên đó rất căng, bùng lên dữ dội khó ngăn lại rồi. Phố Châu Đức phố quê tôi là nơi bùng dịch quá trời khó khăn. Chẳng trừ kẻ là người quen, Covid ồ ạt khó ngăn trận này. Xa huỳnh là chốn xưa này, ra vào tấp nập giờ này lắm nguy. Châu Mê cũng chẳng khác chi, người dân bị nhiễm bạn nơi ấy. Hôm nay các khu du lịch lúc này rất nguy, dịch mà lây nhiễm một khi đang như cơn lốc cuốn gì cũng phanh. Mọi miền làm theo, còn dân chẳng kể giàu nghèo, cùng nhau đóng góp tùy theo sức mình. Tấm lòng thơm thảo nghĩa tình, rau tươi đem tặng chính mình mang đi. Tiền công chẳng lấy làm gì, là đóng góp nghĩ chi để hà. Nhiều đoạn từ thiện ngập ra, cơm ngon canh ngọt từ nhà mang vô, tặng cho các chú các cô ngày đêm ở chốn canh cho yên bình. Trung ương chỉ đạo quy trình, tập trung nắm chắc tình hình này, khẩn trương truy vết em ngày, khống chế đại dịch tại ngay địa bàn. Người dân đừng quá hoang mang, 5K thực hiện đập tan dịch này. Toàn dân góp sức chung tay, các khu du lịch giờ này cách ly. Nhà ở không đi, cắt đường lây nhiễm Covid về nhà. Toàn dân đất Quảng quê ta, chung lòng chung